Hôm nay mình xin giới thiệu là món tai lợn luộc nha. Tai lợn luộc này chấm chấm mắm ớt này, mắm ớt tỏi, uống bia nhá. Đấy, tai lợn là luộc này. Luộc chín xong là các bạn chuẩn bị ít nước lạnh nhá, nước nguội lạnh, xong cho ít đá vào đấy. Thế xong là tai vừa luộc sủi một cái thì chúng ta nhúng vào nước để ngâm một lúc. Đấy, xong là bỏ ra thái. Đấy, tai đã được làm sạch nhá. Giờ mình sẽ tiến hành thái. Đầu tiên là pha ra. Mình thích thái nhỏ cho dễ ăn. Các bạn lưu ý là tai phải được làm sạch nhé. Những cái này xem là con bẩn, chúng ta thái ra xem là có bẩn ấy, sạch cho sạch nốt. Mặn nha các bạn nhé, nhìn đấy, ngon chưa? Đấy. Tài quá ngon luôn. Xây lên đĩa. Đĩa nha. Tai lợn này là uống bia tuyệt vời luôn. Đây nha, thử chấm một miếng nha. Wow, ngọt quá. Phải nói nó ngon tuyệt vời luôn. Bì nó rất là dày. À, ngon chưa? Cái thành tai này ăn rất giòn luôn đấy. Nếu các bạn này có cái nước chấm này chua ngọt ngon rồi nhá, các bạn có thể thái cái này thái mỏng ra, thái mỏng ra xong bắt đầu các bạn này làm ấy, làm nộm đấy, các bạn thái mỏng ra, các bạn bóp nộm. Ngon không? Miếng thịt tai ngon không? Quá ngon luôn nha. Đấy, giòn lắm. Để cho các bác uống rượu. Chỉ mưa. Tuyệt vời luôn. Đấy, nhìn miếng này. Nhìn này. Thấy không? Quá ngon luôn. Hôm nay là trời mưa gió này. Hôm nay là... Đây,
4/3/2020. Trời ngoài trời đang mưa gió bão bùng. Năm nay là từ đầu năm rồi mấy trận mưa đá rồi. Như này là nếu mà ở nhà mà các bác mà được món hơi bữa này mà xả láng tuyệt vời luôn. Đấy, ngon chưa? Đấy nha, thử miếng nha. Thử miếng nữa nha, đấy nha. Thử một miếng này, miếng xem cái độ giòn nó như thế nào nhá. Chấm xuống, wow, nước này nước mà mắm ớt tỏi nhá, ớt tỏi rất là ngon này. Nói quá ngon luôn cả nhà nhá. Ngon tuyệt vời luôn. À, ngon quá. Thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video nhá. Ai yêu thích kênh video của mình thì ấm bấm vào đăng ký kênh để theo dõi nhá. Mình xin cảm ơn. Chúc các bạn sức khỏe, gặp nhiều may mắn.